Trở lại với uh, cái thời sự của Hoa Kỳ uh, thì chúng ta sẽ nói tới cái tin là thành phố New York sẽ tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh quốc gia đó để bàn về cái việc là tiêu diệt chuột đô thị. nghe thì uh, nó có vẻ giống như là đùa bỡn đó nhưng mà đây rõ ràng là một cái một cái sự thực 100%. Ông thị trưởng Eric Adam của New York đã vừa mới tuyên bố rằng là New York sẽ tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh cấp quốc gia để bàn về cái việc là giảm thiểu những cái loài gặm nhấm mà mình nói thẳng ra là chuột đô thị đó nó càng ngày nó càng trở nên một cái vấn đề đe dọa cho sức khỏe và cả môi, môi trường nữa thì cái ông Eric Adam này ông đã tuyên bố như vậy ông nói rằng là tôi thì rất là ghét chuột <laughs> mà tôi tin rằng cư dân của bất kỳ một cái đô thị nào cũng giống như vậy thôi New York thì đã có những cái chương trình gọi là giảm thiểu cái loài gặm nhấm này từ lâu. Ở những cái vùng mà chúng tôi giám sát gọi là chặt chẽ đó, thì cái số chuột nó sinh sản nó càng ngày nó càng giảm, à, giảm đi 14% hàng năm. Thế nhưng mà như thế thì vẫn chưa có đủ. Nếu mà chúng ta muốn tiêu diệt kẻ thù thì chúng ta cũng cần phải biết đặc tính của kẻ thù. Cho nên cái mục đích của cái cuộc thượng đỉnh, hội hội nghị thượng đỉnh về quốc gia về cái vụ giết chuột sẽ tổ chức ngày 18 và ngày 19 tháng 9 tới đây là nhằm cái mục đích đó. Thì thưa quý vị chúng ta cũng hiểu rằng là trong cái hội nghị thượng đỉnh đó chắc chắn là New York sẽ tập trung tất cả những cái chuyên viên về cái loài ngầm nhấm, những cái chuyên viên gọi là giết chuột đô thị lừng danh của nước Mỹ này và có thể là của cả thế giới tập trung lại để mà đưa rồi là mà đưa ra những cái biện pháp hữu hiệu và an toàn để mà tiêu diệt cái chuột đô thị. Thành phố New York đã đi trước cái cái sự cái chuyện này rất là lâu rồi, cho nên họ đã có hẳn một cái cơ sở gọi là sở giảm thiểu loài gặm nhấm mà. tức là mình gọi mình gọi nôm ra là sở giết chuột đó. mà cái bà uh, coradi đó, bà Kathleen Corady là giám đốc của sở này lương của bà một năm tới 170 000 đô la Mỹ chứ đâu phải là cái chuyện đơn giản và chắc chắn thưa quý vị cái hội nghị thượng đỉnh đó, đó nghe thì có vẻ buồn cười thế nhưng mà nó là một cái vấn đề thiết thực mà chắc chắn là một những người cư dân đô thị nào ở trên thế giới này cũng đều thích thú và theo dõi đó bởi vì chúng ta biết rằng là đâu phải là chỉ có New York toàn thể thế giới này những cái đô thị lớn toàn thế giới này nó đều có một cái chung một cái vấn nạn vậy đó mình thấy là New York của Mỹ hay là London của 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 Anh, Paris của Pháp, rồi Toronto của Canada hay là Quảng Châu của, của, của Quảng Đông của, của của tàu tất cả đều chung một cái hạn cái mà gọi là chuột đô thị nó hoành hành ghê gớm như vậy cho nên cái chuyện mà hội nghị thượng đỉnh ở New York là một cái chuyện nó hoàn toàn nó thực tế và nó rất là, là là đem lại một cái kết quả rất là thiết thực đó toàn thế giới sẽ học hỏi những cái kinh nghiệm của các của các chuyên gia trong cái trong cái hội nghị này đưa ra và thì khi mà nói tới cái chuột như vậy thì ông Eric Adam cũng đã tỏ ý lo ngại rằng là hiện nay New York thì những người vô gia cư rất là đông đảo họ cứ sống chung trong những cái khu vực tập trung trong một những cái khu vực mà những cái khu vực như vậy thì chắc chắn là nó không có điều kiện vệ sinh rồi và nơi đó ông sợ rằng là chuột bọ nó sẽ hoành hành nó gây ra những cái bệnh bệnh trạng và từ nó từ những cái cộng đồng và homeless như vậy nó lại lây ra ra ngoài xã hội cho nên cái hội nghị đó là một cái điều cần thiết phải có trước khi mà nó bệnh chuột nó gây ra nhiều cái bệnh tình nó nó làm phương hại về uy tín mà về môi trường của New York. Thế nhưng mà khi mà ông Eric Adam đó ông nói tới cái chuyện là ông do sợ rằng cái cộng đồng vô gia cư đông đảo quá đó, sẽ gây ra những cái những cái bệnh về ơi, về y tế như vậy đó. Thì người ta đặt ngay một câu hỏi thì tại sao lại có một chuyện mà vô lý? những cái người mà di cư bất hợp pháp ở nước ngoài vào đây, tràn vào đây thì lại được ở những cái hotel, những cái những cái khách sạn mà từ thành phố từ New York, đài thọ mà những cái người vô gia cư là cái người ở gốc là công dân Mỹ, dân cư của Hoa của Hoa Kỳ của New York đó thì lại là sống bờ sống bụi để mà được trở thành cái sự đe dọa của chuột bọ của xã hội như thế, cái sự vô lý nó vì đâu mà nó lại có như thế? Và kế tiếp thì cũng là một cái tin Hoa Kỳ mà là một cái tin rất là vui. Đó là tại sao những cái đại công ty bán lẻ lại theo nhau giảm giá. Cái đầu tuần vừa rồi, nó cái công ty Target, một cái công ty bán lẻ rất là lừng danh của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng là trong mùa hè tới đây đó, họ sẽ giảm giá cho 5.000 mặt hàng của họ mà những cái mặt hàng này hầu hết là những cái mặt hàng nó rất là thiết yếu cho gia đình của Hoa Kỳ, bánh mì, bơ, sữa, à, tã lót trẻ em, giấy lau tay cho gia đình vân vân, tức là những cái cái những cái bình luận gọi là những cái món hàng rất là thiết yếu cho sinh hoạt của một cái gia đình ở Hoa Kỳ, thì với một cái tuyên bố như vậy nó không khác gì là mình gọi là cái một cái tiếng sấm động giữa trời quang nó gây ra một cái sự chú ý và một cái sự thích thú rất là lớn bởi vì chúng ta nhớ rằng là người dân Hoa Kỳ kể từ khi mà cái dịch Covid-19 kéo dài cho tới bây giờ đó sau một cái trận lạm phát dữ dội đó vẫn còn chịu cái 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 cảnh là vật giá của rất là thực phẩm nó nó, nó leo thang cho dù là cho tới giờ phút này đây chúng ta thấy là cái tỷ lệ lạm phát nó bị nó kéo xuống tới ba phần bốn phần trăm rồi nếu mà so với tháng 6 của năm 2022 mà xem nó hơn 9% thì bây giờ rõ ràng là kinh tế của Hoa Kỳ đã ổn định nhiều lắm rồi đó. Thế nhưng mà có điều lạ là tỷ lệ lạm phát giảm. Thế nhưng mà cái giá cả thực phẩm nó vẫn còn cứ không giảm. Nó so với lúc trước đây đó thì nó vẫn còn cao cỡ chừng từ 19 tới 30%. Mà bây giờ được cái sự giảm giá mà có lẽ là trung bình là 30% cho, cho, cho các món hàng đó thì rõ ràng là người dân hoa kỳ đã có thêm 30% gọi là cái, cái, cái khả năng để mà mua sắm thêm thế nhưng mà đâu phải là chỉ một mình tha gệt đâu à, đầu tháng đầu tháng năm này chúng ta cũng đã thấy là gó mạt cũng là một đối thủ ghê gớm lắm đó cũng đã tuyên bố là họ sẽ giảm đến 7 ngàn mặt hàng giảm giá 7 ngàn mặt hàng hai cái ông đại gia trong cái ngành thực phẩm và cái ngành bán lẻ này đó đã giảm giá thì nó buộc lòng phải những cái đối thủ khác cũng phải đi theo thí dụ như amazon cũng bắt đầu tuyên bố mà ngay cả chúng ta thấy một cái chuỗi cửa hàng thực phẩm nhỏ thôi nhưng mà của gốc của anh quốc đó là audi cũng đã lục tục đi theo mà giảm 250 mặt hàng thực phẩm của họ. Rồi cái điều đó nó cũng kéo theo là những cái cái cửa hàng buôn bán vật dụng gia đình mà không phải là thực phẩm, chẳng hạn như Michael hay là chẳng hạn như là IKEA cũng vậy, cũng, cũng phải giảm theo. Vì ở đâu mà có sự giảm như vậy Thì chúng ta thấy ngay tòa Bạch ốc và Vì cái cơ hội đó đã tuyên bố Là cái cái công lao là phần, về, về phần mình họ nói rằng là tổng thống Biden đã nỗ lực thuyết phục những cái đại công ty như vậy đó giảm giá tiêu tư cho cái người tiêu thụ Hoa Kỳ trong cái nạn pháp này để giúp đỡ cho họ có nhẹ gánh trong cái vấn đề gia đình trong vấn đề chi tiêu thế nhưng mà cái tuyên bố như vậy xem ra là nó không có cơ sở và ít người bị thuyết phục là bởi vì sao vậy những cái công ty và đại, đại công ty nó mà họ làm ăn họ kinh doanh là cái cái mục đích chính của họ là lợi nhuận họ không có chịu áp lực của chính trị hiếm lắm. không có ai có thể thuyết phục được họ làm cái gọi là cái công tác tự nguyện thiện nguyện công tác từ thiện như vậy được cả cái chuyện mà nếu mà họ có giảm giá là họ phải có một cái nghiên cứu rõ ràng và rõ ràng là sự giảm giá là một cái chiến lược kinh doanh của những cái công ty làm ăn của Hoa Kỳ của thế giới là cái chuyện bình thường thôi chúng ta biết rằng là bởi vì cái người dân Hoa Kỳ vì cái giật vật giá leo thang thì cái sức mua nó bị giảm tức là hàng hóa họ mua giảm cái sức giảm mua hàng hóa đi thì những cái đại công ty đó thì lại phải giảm cái sự sản xuất hàng hóa của họ đi theo chứ nếu mà thừa quá thì nó bán cho ai cho nên chính vì vậy đây là một chiến lược kinh doanh là họ giảm giá nhưng mà hy vọng là lôi kéo khách hàng rồi mà tới cửa hàng mình giảm giá thì họ có là kích thích cái sức mua nó tăng họ mua nhiều hàng thêm thì lúc đó là các đại công ty cũng kiếm được lời trên cái số nhiều dù rằng là mỗi món hàng nó bớt đi một cái số tiền lời thế là cái đó đấy là một chiến lược kinh doanh để mà lôi kéo khách hàng về gia tăng thôi rồi nhân đó thì họ cũng giới thiệu những cái mặt hàng mà đặc biệt của họ do chúng ta biết rằng những đại công ty như Walmart hay là Target họ có những cái cơ sở chế tạo ra những hàng của chính họ họ cũng cần phải quảng bá cho những cái những cái hàng hóa như vậy chứ cho nên phải nói rằng là rõ ràng là cái chuyện mà giảm giá để tạo ra một cái mùa hè mà người ta gọi là mùa hè tiết kiệm từ năm nay đó nó hoàn toàn là nó cũng chỉ là những cái kế hoạch kinh doanh của những cái đại công ty đó nhằm duy, duy trì một cái lợi nhuận của mình thôi chứ thực sự ra thì nó hoàn toàn nó không phục vụ cho bất kỳ một cái mục đích chính trị hay nó bị thuất phục bởi một cái ứng cử viên nào cả cái chuyện đó chắc chắn là không có rồi